cổ họng tôi muốn cháy luôn rồi. Tôi biết rồi, là cô đã giở trò vào rượu của tôi, có phải không? Trần Lê Lê, cô mạo danh Mai Ca đến nghiện rồi phải không? Chỉ có mình mới xem ta tư liệu, sao Bạch Mộng lại biết cô ấy gọi là Trần Lê Lê? Cô đang nói bậy bạ gì vậy? Tôi sẽ giết nát miệng cô. Cô, lúc nãy tôi đã nói cô rồi, đây là rượu nồng độ cao, nhưng cô cứ không nghe, bây giờ lại đổ tội cho tôi. Đây là rượu của tôi muốn uống sao thì tôi uống. À, tôi biết rồi. Nhất định là lúc nãy cô cầm bình rượu, đã hạ thuốc vào trong rượu. Các người nói có phải không? Đúng, không sai, tôi cũng thấy. Bạch Mộng lúc nãy ở nắp chai đã bôi cái gì lên nó? Bạch Mộng, cô điên rồi sao? Lại dám hạ thuốc ngay tại cáp của Mai Ca. Còn không mau xin lỗi Mai Ca đi, đừng để đến khi lớn chuyện. Cô cứ đợi mà ngồi tù đi. Sao anh chắc chắn đây là club của cô ta chứ? Sao vậy? Đây không phải là club của tôi, không lẽ là của cô? Đúng vậy, là của tôi. Đồ nhà quê cô chém gió cái gì vậy? Club tư nhân sang trọng thế này, sao có thể của một đứa nghèo như cô? Tôi nói nhé Bạch Mộng, cô là người bị chồng bỏ, song não cũng bị hư rồi phải không? Người phụ trách club này là Lý Tĩnh Dương. Nếu như cô nói đây là club của cô, vậy cô kêu anh ta tới đến để đánh vô mặt tôi này, thấy sao? Lý Tĩnh Dương là nhà chuyên gia về rượu hàng đầu thế giới, đã vô vàn nhà giàu có ra trên trời. Để xin uống một ly rượu của anh ta là nhân vật lớn ấy, Mai Ca. Vậy cô có thể mời được anh ta đến quản lý club, cô đúng là lợi hại. Tôi cũng muốn gặp anh ấy. Mai Ca, cô mau gọi Lý Tĩnh Dương đến đi, để cô ta chết không phục khẩu phục. Không phải cô, đến số điện thoại của anh ta cũng không có chứ, sao có thể? Anh ta là nhân viên của tôi, bây giờ tôi sẽ gọi anh ta đến đây, để vả vào mặt cô. Alo Lý Tĩnh Dương, bây giờ tôi đang ở phòng số 1. Anh đến đây một chuyến đi. Xin chào, chào mừng với điện tín 10.086. Cái gì? Anh đang ở nước ngoài tham gia tiệc rượu. Vậy được. Các người nghe rồi đó, anh ta đang ở nước ngoài tham gia tiệc rượu, không về được. Ai ra thật là không có duyên gì cả. Theo như tôi biết, Lý Tĩnh Dương bây giờ đang ở Thủy Mộc. Bạch Mộng, cô điên rồi à? Mai Ca người ta đã gọi điện thoại rồi, Lý Tĩnh Dương đang ở nước ngoài. Cô còn ở đây nói gì nữa? Có bản lĩnh, cô gọi Lý Tĩnh Dương qua đây. Đừng nói Lý Tĩnh Dương, đến nhân viên phục vụ của Thủy Mộc cũng gọi không được. Các người đã muốn gặp, vậy tôi sẽ gọi điện cho anh ta. Làm bộ cái gì chứ, cô có số của Lý Tĩnh Dương không? Alo, Tiểu Lý, đến Thủy Mộc một chuyến, phòng số 1. Tiểu Lý giả vờ cũng khá giống. Chắc cô ta sẽ không gọi cho mình 1086 đâu chứ. Nói không sai, con hồ ly tinh này giỏi nhất là lừa người. Các người xem, Tiểu Lý mà cô ta nói chắc không phải Lý Tĩnh Dương đâu nhỉ. Ngốc nghếch, Lý Tĩnh Dương ở Giang Thành, đi đâu mà chẳng phải gọi là xếp Lý. Cô nói dối cũng phải giống một chút chứ. Mai Ca, loại người nghèo chuyên nói dối này còn tạt nước bẩn vào cô, mau đuổi cô ta ra ngoài đi, tránh ở đây mất hứng. Bạch Mộng, cô tự mình đi, hay là tôi tìm người đuổi cô ra ngoài? Ở club của tôi lại dám đuổi tôi đi? Bạch Mộng, đây là club của Mai Ca, cô mau cút đi. Là ai to gan như vậy, dám bảo đại tiểu thư cút? Anh chính là diễn viên Bạch Mộng gọi điện thoại kêu đến à? Còn tìm diễn viên làm vệ sĩ cho mình, giả vờ cũng khá giống đó. Với tư cách đạo đức kém cỏi của mình cũng dám mạo danh xếp Lý. Hỗn sược, tôi chính là Lý Tĩnh Dương. Anh Lý, nên xử lý chàng trai đã xúc phạm anh như thế nào? Cái gì, anh thực sự là Lý Tĩnh Dương sao? Mai Ca, cô là chủ nhân của club này, không thể để tôi bị đối xử sằng bậy như vậy. Cậu nói cô ta là chủ nhân của club này. Giám đốc Triệu, anh tự mình đắc tội với giám đốc Lý, anh bảo tôi giúp anh thế nào? Tôi còn có chuyện, tôi đi trước, đứng lại, trước khi chưa nói rõ mọi chuyện. Không ai được bước qua cánh cửa này. Mai Ca, đây là club của cô. Lý Tĩnh Dương cũng quá to gan rồi, vậy mà lại xem thường lời nói của cô. Anh, ngu xuẩn, nhìn rõ cho tôi. Club Thủy Mộc là của vị này. Cái gì, Bạch Mộng, thực sự là chủ nhân của club Thủy Mộc? Lẽ nào, chúng ta đều bị Mai Ca lừa rồi? Chủ nhân đích thực của club, đích thực là cô ta. Tôi không muốn bại lộ thân phận. Cô xem trí nhớ nhớ của tôi, lâu rồi không gặp bà chủ Mai Ca, thậm chí quên mất bà chủ trông như thế nào. Bà chủ, hôm nay cô tới, sao không thông báo trước chứ? Mình hoàn toàn không biết người này, Lý Tĩnh Dương, sao anh ta lại coi mình là
chủ club chứ? Trừ khi chủ nhân club này cũng tên là Maika. Vậy thì tốt quá rồi, hôm nay Hình có thể dạy dỗ tốt Bạch Mộng này. Hôm nay tôi chính là mang đồng nghiệp tới giải khuây một chút, không muốn làm rầm rộ. Thực sự xin lỗi nhé, nếu bà chủ và đồng nghiệp tới chơi, những loại rượu nổi tiếng này chắc chắn phải mở tất cả. Nào, mở hết mấy chai rượu quý này ra để bà chủ nếm thử. Tôi đâu có bảo mở nó, sao anh lại mở ra hết vậy? Maika, cô thật hào phóng. Nếu không phải những loại rượu này là của cô, cả đời này tôi cũng không uống được một ngụm. Thích uống rượu phải không? Từ từ uống. Đợi một chút. Cô không hài lòng với những loại rượu này. Hay là tôi lấy cô một chai thượng hạng? Không cần, những rượu này rất tốt, tôi rất hài lòng. Nhưng tôi còn có chuyện, đi trước ở lại nhé. Tất nhiên có thể lưu trữ rượu vang rồi. Có điều, theo quy định của bà chủ đặt ra, chi phí của cô cũng phải thanh toán. Mười triệu. Như này quá nhiều rồi. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, Trần Lê Lê chỉ là bia đỡ đạn của tôi, cậu để cô ta làm loạn ở thủy. Còn chê tôi chưa đủ phiền phức sao? Cô Trần nói với tôi, cô ấy đang mang thai đứa con của anh, cô ấy lấy đứa trẻ ra đe dọa tôi. Mang thai? Tôi chưa từng đụng đến, lấy đâu ra con chứ? Hóa đơn này nhiều quá rồi phải không? Bà chủ, cô đây là muốn hủy đi quy tắc của mình sao? Không phải, ý tôi là tôi quay về rồi thanh toán. Là quay lại rồi thanh toán, hay là muốn trốn trả tiền vậy? Bạch Mộng, cô nói bậy gì vậy? Club thủy mộc này chính là của Maika, cô ấy có thể thiếu số tiền ít ỏi này sao? Vậy sao? Có điều bà chủ, hôm nay cô không thanh toán cũng không sao, bởi vì những loại rượu ủ cô mở ngày hôm nay đều là xếp lục dự trữ ở đây. Cái gì? Những loại rượu này đều là của xếp lục sao? Những chuyện nhỏ này cần anh nhắc nhở sao? Trong chiếc ghế của tôi nói rồi, anh ấy cất rượu ở chỗ này, bảo tôi đưa mọi người đến giải khuây một chút, tôi đã nói mà. Đi theo Maika, uống tất cả rượu ngon trên thế giới. Ai cho phép cô động vào rượu ủ của tôi? Akio, anh tới đúng lúc lắm, em và đồng nghiệp đúng lúc ở thủy mộc, thuận tiện cho bọn họ xem rượu ủ của anh. Cút. Anh chính là sếp Lục à? Rất vinh hạnh khi được gặp một người đàn ông ưu tú như anh. Tôi tên là Lưu Tịch Viên. Sếp Lục, tôi là giám đốc của tập đoàn Thế Thịnh. Maika ở công ty chúng tôi biểu hiện rất tốt, tôi luôn chăm sóc cô ấy. Maika, Maika, Trần Lê Lê, cô lại làm gì sau lưng tôi? Akio, anh bỏ em ra, anh không thể làm mất mặt em trước mọi người như vậy. Ném cô ta ra ngoài. Giám đốc Triệu, chuyện này rốt cuộc là như nào? Cô hỏi tôi hỏi ai? Các người còn ngơ ra đó làm gì? Ở lại đây dọn nhà vệ sinh à? Cút. Đi, đi, đi. Đi. Chai Satu Latua này là cô mở ra. Nếu tôi nói là không phải, e là sếp Lục cũng không tin đâu. Chai rượu này cô cũng biết rồi. Năm đó là cô sắp đặt người tặng cho tôi. Mộng Mộng, em nhìn xem. Mặc dù rượu Latua không nổi tiếng bằng rượu Lafite, nhưng nguyên liệu làm rượu đều là những nguyên liệu đặc biệt, cho nên có vị rất tuyệt. Nhưng đáng tiếc, bây giờ là vô giá. Anh thích, em sẽ mua cho anh. Năm đó cô đồng ý. Không bao lâu sau, Club Thủy Mộc liền gọi điện thoại cho tôi, nói rằng tôi đã trở thành một người dùng may mắn, tặng miễn phí một chai rượu thượng hạng. Lúc đó tôi còn thực sự tưởng rằng tôi là người may mắn. Bây giờ xem ra, đây đều là cô sắp xếp, đúng chứ? Bây giờ nói những thứ này còn có ý nghĩa không? Lục Kiêu, buông tay ra. Bạch Mộng, rốt cuộc cô là ai? Tôi đã nói với anh từ lâu rồi, chính anh là người chọn không tin vào điều đó. Sao cô có thể là đại tiểu thư nhà họ Bạch hơn vạn người được chứ? Anh đã nhận định tôi như vậy, còn muốn tôi nói gì nữa? Lục Kiêu, gương vỡ khó lành, có thời gian nói chuyện vô nghĩa với tôi. Chi bằng anh quay về chăm sóc tốt cho Trần Lê Lê của anh và đứa con trong bụng cô ta đi. Cô chắc chắn đứa con trong bụng cô ta là của tôi sao? Vậy tôi phải chúc mừng sếp Lục. Mọc thêm sừng nhé. Tôi chưa từng chạm vào cô ta, sao có thể mang thai chứ? Sếp Lục, có thể anh đã quên rồi. Một tháng trước anh uống quá nhiều, là cô Trần đi đón anh. Đêm đó tôi đích thực đã quên sạch sẽ, đi điều tra đi, xem đứa trẻ là con của ai. Vâng. Kỳ lạ, sao không điều tra ra chút gì vậy?
đang xem cái gì vậy? Nhà thiết kế thiên tài Maika. Sao vậy? Có hứng thú với cô ta à? Cái gì chứ? Maika chính là em không được sao? Có điều gần đây có người mạo nhận em, còn vào bộ phận thiết kế của Thế Thịnh. Cô ta là ai? Bây giờ anh sẽ thông báo với bộ phận nhân sự, sa thải. Vậy thì không cần. Trong công ty nhất định sẽ có nội gián. Em muốn thả dây dài, câu cá lớn, xem thử là ai. Và trần người này, làm em ghê tởm rồi. Được rồi, anh sẽ giúp em kiểm tra sau. Muộn rồi, em nên đi nghỉ ngơi đi. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa, tha cho tôi đi. Tôi bảo cô vào tập đoàn Thịnh Thế là bảo cô cắt đứt mối quan hệ giữa Bạch Mộng và Lục Kiêu. Nhưng cô lại chạy đến club làm loạn, khiến hai bọn họ có cơ hội gặp mặt. Thậm chí còn khiến Bạch Mộng nghi ngờ tập đoàn Thế Thịnh có nội gián. Cô nói, cô còn có tác dụng gì với tôi? Bạch thiếu gia, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Tôi sai rồi. Tôi nhất định nghĩ cách tách Bạch Mộng và Lục Kiêu ra. Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Nếu cô còn làm không tốt, vậy cô cứ chờ chết đi. Dì ơi, cháu mang thuốc bổ qua cho dì. Đặt ở đằng kia đi. Dì ơi, dì xem gì vậy? Mặt cháu làm sao vậy? Không sao. Là cháu không cẩn thận bị ngã, đây đâu phải là ngã. Cái này vừa nhìn đã biết là bị đánh rồi. Cháu nói cho dì biết, ai bắt nạt cháu? Là Bạch Mộng. Lại là con hồ ly tinh không biết xấu hổ đó. Cô ta đố kỵ cháu và A-kiêu ở bên nhau, liền nghĩ bằng mọi cách muốn hãm hại cháu. Hôm qua, rõ ràng là cô ta động vào rượu ủ của A-kiêu, lại khăng khăng nói là cháu động vào, hại A-kiêu nổi trận lôi đình với cháu. Thật là vô lý. Bây giờ dì sẽ đến tập đoàn Thế Thịnh, lột ra con hồ ly tinh này ra. Cô là một con hồ ly tinh vô liêm sỉ, tôi cảnh cáo cô, tôi chỉ nhận Lê Lê là con dâu của tôi. Cô đừng hòng muốn trèo lên cao. Lục phu nhân, bà không sao chứ, từ đầu đến cuối đều là cô ta khiêu khích tôi. Tôi nói ở club ngày hôm qua, sao cô cứ chống đối lại Maika? Thì ra là muốn quyến rũ xếp lục người ta. Thì ra tên thật của Maika là Trần Lê Lê. Cái tên này thật hay, con hồ ly tinh như cô, còn nói tôi bị bệnh. Cô dụ dỗ con trai tôi, tôi chưa tạt axit sulfuric vào cô đã là nhẹ tay lắm tôi rồi. Và Lục Kiêu sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi, bà đừng có ăn nói lung tung ở đây. Ân đoạn nghĩa tuyệt sao? Vậy tại sao cô khiến cho A-kiêu và Lê cãi nhau? Mọi người mau đến xem đi. Người phụ nữ này, thời đi học, đã lừa dối gian díu với đàn ông lớn tuổi. Bây giờ thấy con trai nhà chúng tôi có sự nghiệp thành đạt, lại quay về quấn lấy thằng bé, đôi giày rách như cô là được rát vàng thôi. Con dám quay lại. Bạch Mộng, đời tư của cô không trong sạch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh Thế Thịnh. Bây giờ tôi tuyên bố, cô bị sa thải. Bây giờ đem theo đồ của cô, cút ra khỏi tập đoàn Thế Thịnh ngay. Đúng vậy, cô hại Maika, không đi làm. Bộ phận thiết kế của chúng tôi, sao lại có một con báo đời như cô chứ? Mau cút đi. Người nên cút là các người đó. Trợ lý Dương, sao anh lại tới đây? Cậu còn có mặt mũi để hỏi hả? Cậu dám sa thải cô ấy? Bộ phận thiết kế các người, không muốn làm nữa sao? Bạch Mộng, cô ta chỉ là một thực tập sinh. Sao có thể kinh động đến anh chứ? Lẽ nào Bạch Mộng thực sự là nhân vật lớn nào? Maika mà các người tôn thờ như thần, không ai khác chính là cô Bạch. Còn người gọi là Trần Lê Lê đó, đã giả mạo Maika. Tôi thực sự đã tâm bốc nhầm người rồi. Ngu xuẩn. Tôi tuyên bố, cậu chính thức bị đuổi việc. Người đâu? Ném cái thứ rác rưởi này ra ngoài. Sau này, ai còn dám khua môi múa mép ở công ty, trực tiếp sa thải. Đại. À cô Bạch, là tôi đến muộn, khiến cô chịu ấm ức rồi. Sao anh lại tới đây? Tổng giám đốc sợ cô bị bắt nạt, đặc biệt bảo tôi đến đây xem. Anh tôi đúng thật là. Rất cảm ơn trợ lý Dương giúp tôi làm chứng, tôi nhất định sẽ chăm chỉ làm việc, báo đáp công ty. Vẫn là cô Bạch thức. Cậu là trợ lý chủ tịch tập đoàn Thế Thịnh sao? Cậu đến đúng lúc lắm. Người phụ nữ không biết xấu hổ này, cô ta quyến rũ con trai tôi, cậu mau sa thải cô ta đi. Con trai bà là ai? Con trai tôi là doanh nhân nổi tiếng ở Giang Thành, tổng giám đốc tập đoàn Lục Thị. Một Lục Thị nhỏ bé, ngay cả sách dép cho Thế Thịnh chúng tôi còn không xứng. Con dám bôi nhọ cô Bạch? Tôi bôi nhọ cô ta sao? Con hồ ly tinh này luôn bám đuôi con trai tôi. Câm miệng, chút chuyện nhỏ của nhà họ Lục các người tôi đều biết. Người luôn bám theo cô Bạch là con trai Lục Kiêu của bà. Cô Bạch không tố cáo cậu ta quấy rầy, bà nên vui vẻ. Tôi biết rồi.
hai người gian díu với nhau. Bắt tay, vu khống con trai tôi. Tôi khô máu với cậu. Phỉ báng nơi công cộng, chứng cứ rành rành. Nếu Lục phu nhân đã muốn ăn cơm miễn phí như vậy, vậy tôi sẽ thành toàn cho bà. Đi, đưa Lục phu nhân đến đồn cảnh sát. Cậu dám? Cậu bỏ tôi ra. Các người làm gì vậy? Bỏ tôi ra. Cảm ơn. Con trai, mẹ đã lớn tuổi như này, đây là lần đầu tiên chịu uất ức như vậy. Con phải thay mẹ chút giận. Mẹ, tại sao mẹ lại đến tập đoàn Thế Thịnh làm loạn? Còn không phải do con hồ ly tinh Bạch Mộng đó, cô ta ra tay đánh Lê Lê sao? Cô ta không hề coi trọng nhà họ Lục chúng ta chút nào. Bạch Mộng đã đánh cô sao? Chuyện từ lúc nào? Chính là đêm đó, tụi em ở buổi tiệc thân mật đó, xảy ra chút xung đột. Ngày hôm sau, em liền bị đánh. Bạch Mộng đích thân đánh sao? Vậy cũng không hẳn. Vậy em xung đột với cô ta? Không phải cô ta, thì là ai? Dù sao cô ta cũng không tránh khỏi liên quan. Con hồ ly tinh đó không đơn giản. Vừa nãy mẹ đến Thế Thịnh, lý luận với cô ta, trợ lý Dương đích thân ủng hộ cô ta. Chủ tịch Thế Thịnh chống lưng cho Bạch Mộng, sao có thể như vậy? Lẽ nào Bạch Mộng thật sự là... Thế cũng bình thường. Bạch Mộng biết cách quyến rũ đàn ông, già đến 99 tuổi. Trẻ mới 17, 18 cô ta đều không bỏ qua, con hồ ly tinh đó. A Kiêu, không phải con có hợp tác với Thế Thịnh sao? Con đi nói với tổng giám đốc đó, con vạch trần bộ mặt của cô ta đi, chút giận thay cho mẹ và Lê Lê. Mẹ về trước đi, chuyện này con sẽ giải quyết. A Kiêu, con có thái độ gì vậy? Mẹ con chịu tủi nhục, con lại không quan tâm. Mẹ đừng quậy nữa. Thư ký Châu, cậu đưa mẹ tôi về. Mẹ thấy con bị con hồ ly tinh kia che mắt con rồi. Sao mẹ lại sinh ra đứa ăn cây táo cây sung như con? A Kiêu, con... Bạch Mộng, ra ngoài gặp đi. Có chuyện gì thì nói đi, cho anh 3 phút, tôi rất bận. Bạch Mộng, em còn nhớ quán cà phê này không? Không nhớ nữa. Năm 2 đại học, quán cà phê này vừa khai trương, em dẫn anh đến đây uống cà phê. Năm đó anh bốc trúng một phiếu ưu đãi miễn phí trọn đời. Sau đó, tuần nào chúng ta cũng đến uống cà phê. Còn 2 phút. Bây giờ nghĩ lại đúng là buồn cười. Người như anh lúc nhỏ ăn mì gói, bộ sưu tập tranh còn không sưu tập hết, sao lại có thể chú phần thưởng lớn vậy chứ? Đó là em sắp xếp phải không? 1 phút. Bạch Mộng, vì sao em không để anh nói hết? Vì sao không cho anh cơ hội giải? Buông ra, anh làm tôi đau. Lục Kiêu, chúng ta đều là người trưởng thành. Nếu năm xưa anh đã chọn buông tay, bây giờ không cần ở trước mặt tôi diễn kịch nhớ lại đắng cay ngọt bùi nữa. Xin lỗi, anh thất lễ rồi. Chào anh, có băng cá nhân không? Cảm ơn. Em bị thương rồi, anh băng nó giúp em. Không cần. Xử lý vết thương xong, ly cà phê này có thể uống hết. Anh đưa em về được không? Lục Kiêu, cậu còn dám quấy rầy Mộng Mộng. Lục Kiêu, cậu còn dám quấy rầy Mộng Mộng. Bạn gái tôi muốn gặp thì gặp, anh quản được sao? Lục Kiêu, anh nói bậy gì vậy? Bạn gái cậu không phải Trần Lê Lê sao? Hơn nữa cô ta đã có con với cậu rồi. Thế nào? Còn muốn lấy Mộng Mộng làm nốt dự phòng à? Lạ thật, mình không hề nói chuyện. Trần Lê Lê có thai cho anh ấy. Sao anh ấy lại biết? Chuyện của tôi không cần anh lo. Ôi, anh... Người nên cút đi là cậu. Anh, bỏ đi, chúng ta đi thôi. Lục Kiêu, tôi cảnh cáo cậu, sau này còn dám quấy rầy Mộng Mộng nhà tôi sẽ khiến cậu biến mất khỏi Giang Thành. Đi. Anh sẽ không để em rời khỏi thế giới của anh. Mộng Mộng, sau này em đi làm cứ đi cùng xe với anh, tránh để tên khốn kia quấy rầy em. Mộng Mộng, Mộng Mộng. Em không sao chứ?
Em không sao. Anh, làm sao anh biết Trần Lê Lê có thai? Sao anh lại căng thẳng vậy? Không có, không có. Chỉ là gần đây anh không nghỉ ngơi tốt, lúc nãy hơi lơ đãng. Cái đó, chuyện Trần Lê Lê có thai, anh nghe người của phòng nhân sự nói. Thế à? Sếp Lục, tài liệu này cần chữ ký của anh. Ai cho phép đấu giá khách sạn Đế Hảo? Từ khi Lục Thị bị ban lệnh cấm, nhân tài rời đi, vòng tuần hoàn vốn đứt đoạn. Tối qua còn có người bán khống cổ phiếu của chúng ta. Bây giờ chỉ có thể đấu giá khách sạn Đế Hảo để thu hồi vốn. Thế thì cũng không thể đấu giá khách sạn Đế Hảo. Mộng Mộng, cho anh 3 năm. Anh chắn chắn tổ chức cho anh một hôn lễ thế kỷ ở khách sạn Đế Hảo. Khách sạn Đế Hảo được ai mua? Là Bạch tiểu thư. Cái gì? Mộng Mộng, đây là món quà mà anh tặng em, thế nào có thích không? Anh, khách sạn Đế Hảo không phải của Lục thì sao? Lúc trước phải, nhưng bây giờ thuộc về em rồi. Alo. Tôi biết rồi. Anh đi gặp một người, em tự mình đi dạo ở đây trước nhé. Sắp xếp tốt nhé. Vâng. Chủ tịch, mời cô đi bên này. Dì, vòng quý phi đế vương Lục này là cháu đặt ở chỗ bạn cháu cho dì đấy. Dì thích không? Chiếc vòng màu sắc thế này đúng là hiếm gặp. Lê Lê, cháu có lòng quá. Dì, nếu dì thích, tháng nào cháu cũng tặng dì một cái. Ái chà, coi cháu kìa. Ngọt ngào quá. Nhưng, dì phải nói trước. Tính tình của A Kiêu, cháu biết đấy. Dì có thể giúp cháu nói lời tốt đẹp, nhưng có thể trở thành con dâu nhà họ Lục chúng ta hay không, cháu phải tự cố gắng. Cảm ơn dì ạ. Bà già chết tiệt. Ăn của tôi, dùng của tôi, bây giờ còn giả tạo với mình. Đợi tôi trở thành Lục phu nhân, gia tài của nhà họ Lục bà đều sẽ là của tôi. Khách sạn của nhà họ Lục không tệ. Đến lúc đó, phải đòi anh ấy tặng mình khách sạn này làm sinh lễ. Phục vụ. Chào cô. Đặt cho tôi một phòng VIP lớn nhất chỗ các người. Đặt cho tôi phòng VIP lớn nhất của các người. À đúng rồi, còn nữa, món nào đắt nhất, mới nhất của các người cũng dọn lên cho tôi đi. Cộng thêm 4 phục vụ. Lanh lẹ một chút, tới phục vụ chúng tôi nhớ chưa? Thật ngại quá, phòng VIP chúng tôi phải đặt trước. Cô thấy ngồi ở đại sảnh có được không? Cái gì ngồi ở đại sảnh? Mở to mắt chó của cô mà nhìn cho rõ. Tôi là phu nhân tương lai của Tổng Giám đốc Lục Thị. Đây là mẹ của Tổng Giám đốc. Để bọn tôi ngồi đại sảnh, cô không muốn làm nữa phải không? Đồ không có mắt. Cả tôi mà cũng không nhận ra, cô bị đuổi. Bà là mẹ của Tổng Giám đốc. Cũng không thể tùy tiện đánh người. Đánh cô thì sao? Cô chỉ là người làm công, không muốn làm thì có thể cút. Dừng tay. Cô, buông tay. Được. Á, cô. Cô không sao chứ? Cảm ơn, bọn họ ức hiếp người khác. Giám đốc Lưu, mau báo cảnh sát, nói có người gây sự ở khách sạn. Vâng. Cô báo cảnh sát thử xem, khách sạn này là của tập đoàn Lục Thị chúng tôi, đến lúc đó sẽ đuổi mỗi người các người ra khỏi đây hết. Thật không biết, con trai tôi sao lại tuyển đám vô dụng các người. Mau chuẩn bị phòng VIP cao cấp nhất cho chúng tôi, làm ảnh hưởng chúng tôi ăn cơm, các người đều sẽ bị đuổi. Tập đoàn Lục Thị, hai vị có nhầm không? Ở thôn các người không có mạng à? Tập đoàn Lục Thị đã trở thành quá khứ, còn cô ấy mới là chủ mới của khách sạn chúng tôi. Cái gì? Con hồ ly tinh này là chủ mới của khách sạn Đế Hảo ấy, đâu các người bị cửa kẹp à? Cả Giang Thành ai không biết khách sạn Đế Hảo là của chồng chưa cưới của tôi. Hồ ly tinh, cô ngủ với người này mấy lần để cậu ta sẵn sàng giúp cô nói dối? Được rồi gì, đừng nói nhiều với bọn họ, mau gọi cho A Kiêu, để A Kiêu đuổi đám đê tiện này ra ngoài hết. Tôi sẽ gọi cho con trai tôi. Alo, A Kiêu, con đến khách sạn Đế Hảo đi. Có người ức hiếp mẹ con. Các người đợi đấy, con trai tôi sẽ đến đây ngay, nghe thấy chưa, trong chiếc cưới của tôi. Sẽ đến đây ngay, các người đợi bị đuổi khỏi đây đi. Sếp Bạch, có hai người tự xưng vợ chưa cưới của và mẹ sếp Lục ức hiếp đại tiểu thư ở khách sạn, hơn nữa còn đánh lễ tân của khách sạn chúng ta. Được, tôi biết rồi. Vâng.
Con trai, cuối cùng con cũng tới rồi, con hồ ly tinh này, mạo danh chủ của khách sạn. Giữ Võ Dương Hoài với bọn mẹ ở đây, con không thể tha cho bọn họ. Phải, A Kiêu, vô dĩ em và dì vui vẻ đến đây ăn. Đám khốn nạn bọn họ, phá hỏng tâm trạng của chúng em. Còn con Lễ Tân kia nữa, con giám đốc này nữa, không phải kẻ tốt lành gì. Con mau đuổi việc bọn họ đi. Mẹ, mẹ đến đấy hảo ăn cơm, sao không nói với con một tiếng? Ây già, mẹ thấy con bận bịu như vậy, sao mẹ có thể quấy rầy con chứ? Hơn nữa, đến khách sạn nhà ta ăn cơm, sao mẹ lại phải nói với con một tiếng? Khách sạn nhà ta, bà mạnh miệng thật. Mở to mắt bà ra, mà nhìn cho kỹ, khách sạn này, rốt cuộc là của ai? Cậu lấy cái gì ra cũng vô dụng, khách sạn này là của con trai tôi. Chuyện gì vậy? Sao đế hảo lại đổi chủ? Dì đừng tin anh ta, tài liệu này chắc chắn là giả. Là ai báo cảnh sát? Là tôi, đồng chí. Hai người này vụ ẩu đả nhân viên của khách sạn chúng tôi, hơn nữa còn sỉ nhục vu khống chủ khách sạn chúng tôi. Đồng chí cảnh sát, đừng nghe bọn họ nói bậy. Người phụ nữ này, cô ta làm giả giấy tờ, muốn cướp khách sạn chúng tôi. Hãy bắt cô ta lại, cho cô ta ngồi tù. Thưa cô, chuyện gì cũng phải có chứng cứ, còn phán xử thế nào là do pháp luật quyết định. Cô không có tư cách phán tội. Chứng cứ? Các cậu xem chứng cứ này, cậu xem tài liệu này là giả phải không? Tài liệu này là thật. Ngược lại các người có nghi ngờ nhục mạ, vu khống người khác, đi với chúng tôi một chuyến. Không phải, tôi không đánh người. Bà ta mới đánh người, không phải tôi. Có phải các người nhầm rồi không? Muốn bắt thì bắt bọn họ. Con trai, con giải thích cho bọn họ đi, thả tôi ra. Mẹ, đồng chí cảnh sát, tôi không đánh người. Bà ta mới đánh người, bà ta đánh người, tôi không đánh. Trần Lê Lê, rõ ràng là cô châm dầu thổi lửa. Tôi mới đánh người. Bà đừng nói bậy. A Kiêu, anh mau nói với cô ta. Không phải anh là chủ khách sạn sao? Cô chắc chắn nghe anh. A Kiêu, đi. Cô bé, tôi bồi thường cho cô. Tôi nói con trai tôi thăng chức cho cô. Chuyện này coi như bỏ qua được không? Không biết tường của bệnh viện tâm thần nào bị sập, để hai người trốn ra ngoài. Tôi đã nói rồi, chủ của chúng tôi là Bạch tiểu thư, sao hả có bản lĩnh đánh người? Không có bản lĩnh ngồi tù à? Con trai, rốt cuộc chuyện này là sao? Mẹ, đừng nói nữa. Con đã bán khách sạn Đế Hào thật rồi. Cái gì Đế Hào bị bán thật rồi? Con trai, sao khách sạn là của bọn họ? Mẹ đừng như vậy, khi nào về con giải thích cho mẹ nhé. Bạch Mộng, anh xin lỗi em thay mẹ được không? Đợi đã, cậu họ Lục kia, cậu muốn ức hiếp người là ức hiếp, cậu muốn xin lỗi là xin lỗi. Trên thế giới này, tất cả chuyện tốt dành phần cậu hết rồi. Xin lỗi, anh Lục. Con gái lớn theo anh, tôi phải nghe lời anh tôi. Bạch Mộng, coi như anh cầu xin em mà. Không ngờ, anh Lục xưa nay lạnh lùng vô tình, cũng biết cầu xin. Anh xin lỗi em thay mẹ anh. Mọi tổn thất ở đây hôm nay, cứ để anh chịu. Nể tình cảm chúng ta ngày xưa, dừng ở đây đi, dừng ở đây. Tình cảm của chúng ta đã không còn từ khi anh, không từ mà biệt. Lần trước, tôi đã nhượng bộ, lần này, không thể. Đồng chí, xin anh xử lý theo luật. Chúng tôi không chấp nhận hòa giải. Đưa đi, con trai cứu mẹ. A Kiêu, cứu em. Giám đốc Lưu, xoa dịu cảm xúc của nhân viên bị thương. Tìm đoàn luật sư tốt nhất. Nên kiện thì kiện. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân viên. Vâng. Bạch Mộng, cô đừng tưởng sếp Bạch chiều cô là có thể làm theo ý mình. Sếp Bạch, anh có hiểu Bạch Mộng không? Cần gì phải vì một kẻ thứ ba mà làm hỏng danh tiếng của Thế Thị. Lục Kiêu, không thể không nói, mắt cậu kém thật đấy. Anh có ý gì, tự suy nghĩ đi. Mộng Mộng, chúng ta đi ăn. Đợi đã, anh. Giám đốc Lưu dựng một tấm bảng ở trước khách sạn, ghi rõ Lục Thị và chó không được vào trong. Vâng thưa sếp. Bạch Mộng, cứ phải sỉ nhục tôi như vậy sao? Lục Kiêu, tôi cảnh cáo cậu lần cuối, sau này còn dám quấy rối em gái tôi, hôm nay sẽ khiến cậu biến mất ở khách sạn. Đuổi cậu ta ra ngoài cho tôi. Bạch Mộng, đứng lại. Anh Lục, anh tự đi. Hay để chúng tôi mời anh đi. Tôi tự đi được. Bố. Tử Hàn à, vâng. Có con trợ giúp Mộng Mộng, bố yên tâm rồi. Thật ra, con rất có năng lực, tạo ra một phương trời mới cho mình. Ở lại nhà họ Bạch ấm ức cho con rồi. Bố, chỉ cần là vì Mộng Mộng, con sẵn sàng làm mọi thứ. À, đúng rồi bố, hóa ra Mộng Mộng chính là Mai Ca, nhà thiết kế quốc gia nổi tiếng hàng đầu giới thiết kế. Chính là Mai Ca đã
lấy ra bộ sưu tập Rococo sao? Phải, trời ạ. Mộng Mộng nhà chúng ta xuất sắc quá. Ôi chao, con đã thừa hưởng toàn bộ thiên phú thiết kế của mẹ con. Đáng tiếc là bà ấy không thể nhìn thấy được. Bố, bố đừng nói như vậy. Như vậy thì mẹ ở trên trời cũng sẽ không yên tâm đâu. Bố già rồi, sức khỏe ngày một yếu đi. Nguyện vọng duy nhất bây giờ chính là lúc còn sống có thể nhìn thấy con và Tử Hàn kết hôn. Bố, bố nói gì vậy? Mộng Mộng, con và Tử Hàn là thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên bên nhau. Giao con cho Tử Hàn là bố yên tâm rồi. Bố, con chỉ coi anh Tử Hàn là anh trai. Cái con bé này, Tử Hàn không phải là anh trai con. Nếu như hai đứa có thể ở bên nhau, vậy mới gọi là thân càng thêm thân. Bố, bố yên tâm đi. Con tin chỉ cần con thật lòng đối xử tốt với Mộng Mộng, sớm muộn gì em ấy cũng chấp nhận bố, thôi. Bố quá đáng rồi đó. Hôn nhân đại sự của con sao có thể do bố tự ý quyết định chứ? Ấy Mộng Mộng. Bố, bố đừng nóng lòng. Có thể Mộng Mộng cần một khoảng thời gian để thích ứng. Bố sợ trong lòng con bé vẫn không thể buông bỏ được thằng khốn họ Lục đó. Bố yên tâm đi. Con tin chỉ cần con thật lòng đối xử tốt với rồi em ấy sẽ chấp nhận con thôi. Được được được. Tử Hàn, con và Mộng Mộng có thể ở bên nhau thì bố yên tâm giao Thế Thịnh cho con rồi. Bạch Mộng, anh lại muốn làm gì? Em còn nhớ những bản phác thảo này không? Đây là bản phác thảo mà em thiết kế cho bộ sưu tập. Anh còn mặt mũi nói những lời này à? Lúc đó khi Trần Lê Lê mạo danh Mai Ca, những thiết kế của Rococo trong tay cô ta là do anh đưa cho còn gì? Em đang nói gì vậy? Anh vẫn còn mặt mũi giả vờ à? Tôi không có thời gian diễn kịch với anh. Bây giờ, tránh đường. Bạch Mộng, em đang lẩm bẩm cái gì vậy? Trần Lê Lê mạo danh Mai Ca sao? Chuyện lúc nào vậy? Tai cậu bị điếc rồi à? Mộng Mộng bảo cậu nhường đường. Bạch thiếu gia, anh bớt quan tâm đến chuyện của tôi và Bạch Mộng đi. Xem ra bài học dành cho cậu trước đó vẫn còn quá nhẹ đúng không? Hôm nay, tôi sẽ khiến tập đoàn Lục Thị phá sản. Dù là tập đoàn phá sản, tôi cũng sẽ không để anh cướp đi Bạch Mộng đâu. Anh, bỏ đi. Tính toán với thằng điên này làm gì? Đi thôi. Nể mặt Mộng Mộng cầu xin cho cậu, hôm nay tôi sẽ bỏ qua cho cậu. Đi. Bạch Mộng, em vẫn bằng lòng giúp anh, nghĩa là trong lòng có anh. Anh sẽ không cho phép em rời xa anh đâu. Mộng Mộng, hôm nay ông ngoại đã gọi điện thoại cho anh nói để hai chúng ta cùng ra nước ngoài. Quên Lục Kiêu đi, anh sẽ chăm sóc tốt cho em cả đời này. Mộng Mộng, Mộng Mộng, em sao thế? Mộng Mộng, em cố gắng lên, anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay, mau. Mộng Mộng, thế nào rồi, cơ thể đã tốt hơn chút nào chưa? Bác sĩ nói gần đây sức khỏe của em vẫn luôn rất yếu. Sao không nói anh biết? Anh, em xin lỗi, khiến anh lo lắng rồi. Ngốc ạ, à, nói gì vậy? Là vì chuyện của đứa bé sao? Anh không chê em sao? Ngốc ạ, à, tuy anh không biết vì sao em lại mang thai, nhưng mà chuyện đã qua thì cũng đã qua rồi. Tĩnh dưỡng cho thật tốt, tất cả sẽ tốt lên thôi. Anh thật tốt. Lục Kiêu, anh làm thả anh tôi ra. Đôi cậu nam nữ này lại dám tằng tịu ở bệnh viện sau lưng tôi. Nếu cậu còn dám nói linh tinh một câu nữa, tôi sẽ khâu miệng cậu lại. Vẫn còn giả vờ đàng hoàng đúng không? Vừa nãy tôi đã hỏi bác sĩ rồi. Bác sĩ nói rồi, vì sảy thai nên cô mới yếu ớt như... Bạch Mộng à, hóa ra đứa con hoang trong bụng cô là của Bạch Tử Hàn à? Cô thèm muốn đàn ông đến vậy sao? Phải thì đã sao? Trên đời này, người đàn ông duy nhất mà tôi từ chối chỉ có anh, cô. Không biết liêm sỉ. Sao, còn muốn đánh tôi hả? Được thôi. Anh, gọi phóng viên đến đây, cứ nói là chủ tịch tập đoàn Lục Thị công khai hành hung bạn gái cũ. Cô uy hiếp tôi sao? Uy hiếp anh thì đã sao? Lục Kiêu.
tôi thích anh. Thì thông lưng uốn gối, nhẫn nhịn chịu đựng anh. Bây giờ tôi không thích anh nữa, thì anh là cái đích gì được đó. Cho dù phóng viên đến, chuyện xấu của cô cũng sẽ bị phơi bày. Tôi không quan tâm. Nếu như ép tôi đến bước đường cùng, tôi sẽ nói đứa con hoang này là của anh. Cô. Sếp Bạch có gì căn dặn, ném cậu ta ra ngoài cho tôi. Cô đợi đó cho tôi. Anh, em xin lỗi, lúc nào cũng liên lụy anh bị mắng. Ngốc ạ, nói gì vậy? Anh cũng rất thích được hiểu lầm như vậy đó. Anh nói cái gì? À, không có gì. Đợi hoàn toàn thoát khỏi Lục Kiêu rồi, mình sẽ nói rõ với anh. Kiếp này, anh ấy chỉ có thể là anh mình. Bạch thiếu gia, con ngu này, tôi còn cần cô làm gì nữa? Vì sao Lục Kiêu vẫn còn tư tưởng đến Bạch Mộng chứ? Bạch thiếu gia, thả tôi ra trước đã, tôi không thở được nữa rồi. Tôi đã khiến cho tài khoản của tập đoàn Lục không còn một đồng. Nhưng vì sao tập đoàn Lục Thị vẫn còn hoạt động? Tôi cho cô thời gian 3 ngày, nhất định phải tra rõ cho tôi, vô liếng để Lục Kiêu tiếp tục duy trì tập đoàn Lục Thị. Tôi muốn khiến tập đoàn Lục Thị hoàn toàn biến mất ở Giang Thành. Nhưng mà Bạch thiếu, không phải anh đã đồng ý với tôi để tôi gả cho Lục Kiêu sao? Tập đoàn Lục Thị phá sản rồi, tôi gả cho ai đây? Phải đó, tôi từng đồng ý với cô, vậy tôi sẽ cho cô xuống địa ngục, làm phu nhân Lục Thị của cô, có được không? Không, thiếu tôi sao? Nghe anh mà, tôi nghe lời anh hết, tôi sai rồi. Cút. Bạch Tử Hàn đáng sợ quá, cho dù mình nghe lời anh ta, nói không chừng cuối cùng cũng sẽ bị diệt khẩu. Không được, mình phải lấy chút tiền rồi bỏ trốn mới được. Alo anh Hiên, em có một mối làm ăn lớn, anh có muốn làm không? Bạch Mộng, em có còn nhớ không? Ngày này 7 năm trước là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Các bạn hãy vào kênh Lệ Tổ Review để xem nhiều phim hay hơn nhé. Các người làm gì vậy? Thả tôi ra. Thả tôi ra. Kiếm được tiền, lại còn là một mỹ nhân. Xem ra tối nay hai anh em chúng ta có diễm phúc rồi. Ha ha ha, tiểu mỹ nhân, đừng nóng vội. Lát nữa anh trai sẽ khiến em muốn ngừng mà không được. Ha ha ha. Ấy, còn muốn chạy à? Quay lại cho tôi. Hôm nay cho dù là ông trời đến, cũng không cứu được cô. Ha ha ha. Thả cô ấy ra. Thằng chó không có mắt từ đâu chui ra vậy? Mày đừng có tới đây. Bọn ta chính là người của Hiên đại ca ở Giang Thành. Vương Hiên đúng không? Mày cút về nói với anh ta, nếu như anh ta không muốn yên ổn làm đại ca, thì tôi sẽ khiến anh ta chết rất thảm. Dám động vào em gái tôi, phê chúng đi, đi. Đi. Bạch Mộng. Bạch Mộng, tỉnh lại đi. Bạch Mộng, Bạch Mộng. Cút ra, đừng động vào tôi. Mộng Mộng, em không sao chứ? Anh, em đau đầu quá. Bạch Tử Hàn, anh cũng biết cướp công lắm đấy, cậu. Lục Kiêu. Cảm ơn anh đã cứu tôi, anh đi đi, tôi sẽ cảm ơn anh, em cảm thấy anh cần em cảm ơn sao? Lục Kiêu, tình yêu chân chính không phải chỉ có cưỡng cầu. Chúng ta đi.
Bắt lấy Phương Hiên, tôi muốn người còn sống. Cô quen anh ta à? Không. Em không quen anh ta. Trần Lê, cô giả vờ cái gì hả? Tôi vì cô, mà đến cả chuyện bắt cóc cũng đã làm bây rồi. Giờ cô lại trở mặt đúng không? Anh đừng có ngậm máu phun người, tôi không hề quen biết anh. Anh nói đi, có phải là Bạch Mộng, có phải là Bạch Mộng phái anh đến hãm hại tôi không? Ừ. Hồ Ly Tinh, đừng có giả vờ nữa. Xếp Lục, tôi muốn vạch trần con khốn này. Trước kia cô Bạch tiểu thư đó rõ ràng đã mang thai con của anh, là cô ta. Đã giở trò trên kết quả siêu âm. Còn cả lần trước ở công ty, cô ta bỏ thuốc vào trong nước của Bạch tiểu thư ở quầy lễ tân, rồi bảo Lý Toàn Phúc đến. Còn vu khống cho sếp Lục anh. Còn cả vụ tai nạn lần trước nữa cũng là do cô ta phải bảo tôi cắt đứt phanh xe. Anh có biết không, còn có một lần. Cô làm gì vậy? A Kiêu, anh phải tin em không quen biết người này thật mà. Đưa anh ta đến bệnh viện, cậy miệng anh ta ra. Vâng. Những gì Vương Hiên vừa nói là thật sao? A Kiêu, em xin lỗi, chỉ vì em quá yêu anh, cho nên mới làm như vậy. Chuyện tác phẩm của Maika cũng là do cô nhìn trộm tài liệu trong máy tính của tôi sao? A Kiêu, em xin lỗi, chỉ vì anh quá yêu Bạch Mộng, cho nên em mới làm ra chuyện như vậy. A Kiêu, anh tha thứ cho em đi. Cút ra, cô cứ đợi ngồi tù mọt gông đi. Không. Canh chừng cô ta vẫn còn tác dụng. Vâng. Không, A Kiêu, không. Thả tôi ra, A Kiêu. Alo, Bạch Tử Hàn, bây giờ tôi bị nhốt lại rồi. Tốt nhất là anh hãy phái người đến. Nếu không, tôi sẽ vạch trần hết những chuyện rắc rối mà anh làm. Bạch Mộng, đứa bé bị sẩy trước đó có phải của chúng ta không? Bây giờ hỏi những chuyện này còn ý nghĩa gì không? Anh xin lỗi. Đều là lỗi của anh. Lục Kiêu, không phải mỗi một câu xin lỗi đều có thể đổi lại câu không sao cả đâu. Năm đó khi tôi liều mạng giải thích với anh, cho dù anh cho tôi thêm một phút nữa, đứa bé cũng sẽ không bị sẩy. Là anh đã hại chết đứa bé này. Là anh đã tự tay giết chết con của chúng ta. Đúng, không sai. Chính là anh. Anh là kẻ giết người. Mộng Mộng, hôm nay cảm thấy thế nào rồi? Thằng khốn, cậu còn dám xuất hiện trước mặt con gái tôi sao? Chủ tịch Bạch, cô ấy là con gái ông thật sao? Thằng ngu. Bây giờ Mộng Mộng đã là chủ tịch mới của Thế Thịnh. Không phải là con gái tôi, thì còn có thể là ai? Lục Kiêu, tôi đã cảnh cáo cậu rồi, cậu lại còn dám đến quấy rầy Mộng Mộng. Đừng đánh nữa, dừng tay. Lục Kiêu, có một vài chuyện, trước khi cậu chọn bỏ rơi Mộng Mộng năm đó, đã là sai lầm rồi. Cậu có thể đi rồi. Không được. Tôi phải ở lại đây cùng với Mộng Mộng. Bớt xén xẩm đi. Cậu còn chê Mộng Mộng bị cậu làm tổn thương chưa đủ sâu. Người sao? Người đâu? Ném thằng khốn nạn này ra ngoài. Thả tôi ra. Mộng Mộng, chúng ta làm lành có được không? Cậu nằm mơ đi. Mộng Mộng sắp kết hôn với Tử Hàn rồi. Cái gì? Nếu cậu đã u không tỉnh ngộ, vậy thì hãy vào tù ngồi cả đời đi. Bố, vì sao Lục Kiêu phải ngồi tù? Các cậu có thể vào đây rồi. Lục Kiêu, anh và Trần Lê Lê bị nghi có liên quan đến. Giờ chúng tôi sẽ bắt giữ anh theo pháp luật. Đồng chí, trong này nhất định có hiểu lầm. Chúng tôi đã nắm được đầy đủ chứng cứ nên mới đến bắt người. Hơn nữa, một tội phạm khác, Trần Lê cũng đang bị bắt giữ. Nếu như anh ta vô tội, sau khi chúng tôi điều tra rõ ràng, sẽ thả anh ta ra.
Lẽ nào em vẫn còn chưa rõ sao? Sở dĩ Trần Lê Lê hại em chính là do cậu ta sai khiến. Lẽ nào em vẫn muốn cầu xin cho cậu ta sao? Lục Kiêu, anh giải thích rõ ràng với bọn họ đi. Những chuyện này không liên quan đến anh, tôi sẽ làm chứng giúp anh. Em tin anh rồi sao? Đợi anh về. Đi thôi. Mộng Mộng, anh biết hai người có tình cảm sâu đậm, nhưng giờ chân tướng đã rõ ràng rồi, tất cả cũng nên kết thúc thôi. Phải đó Mộng Mộng, bố đã công bố với ngoài về hôn sự của con và Tử Hàn rồi. Thứ bảy tuần sau là ngày đẹp, con không muốn. Mộng Mộng, em. Mộng Mộng, em. Bỏ ra. Mộng Mộng, Mộng Mộng. Bố. Bố bình tĩnh lại đã, đợi đến khi Lục Kiêu ngồi tù mọt gông, tất cả chân tướng cũng sẽ được vạch trần. Thư ký Châu, bây giờ Lục Kiêu thế nào rồi? Vết thương trên đầu anh là sao vậy? Bây giờ sếp Lục bị người khác vu khống rất nhiều tội danh, thể nộp tiền bảo lãnh. Nhân chứng duy nhất Trần Lê Lê cũng đã được một đám người mặc đồ đen cứu đi. Vết thương trên đầu tôi là do bọn họ để lại đó. Sao lại như vậy? Tuy Trần Lê Lê đã biến mất, nhưng cô ta có để lại một đoạn video. Trong video, cô ta tất cả mọi chuyện đều là do sếp Lục sai khiến. Tình hình bây giờ rất bất lợi với sếp Lục. Sao lại như vậy? Rốt cuộc là ai muốn hại Lục Kiêu? Tôi cũng không rõ. Nhưng điều tôi có thể khẳng định là người này nhất định là có thù oán với sếp Lục. Kể từ khi Tô Lão về nước, người này đã 5 lần 7 lượt nhắm vào tập đoàn Lục Thị. Ở Giang Thành, người có thể làm được những chuyện này ngoại trừ nhà họ Tô, thì còn nhà họ Bạch. Nhà họ Bạch. Vào đi. Đại tiểu thư, đây là thông tin liên quan đến việc nhận chức của Trần Lê Lê. Trần Lê Lê nhận chức là do anh tôi tiến cử sao? Đại tiểu thư, cô không biết sao? Tôi tưởng cô ta là người mà cô và Bạch thiếu gia coi trọng. Mộng Mộng, em về rồi à? Anh bảo nhà bếp nấu cháo rồi. Để anh múc cho em. Không cần đâu. Anh, vì sao anh lại làm như vậy? Tài liệu này em lấy ở đâu vậy? Đừng giả vờ nữa. Trần Lê Lê nhận chức là do anh tiến cử đúng không? Vì sao anh lại làm như vậy? Mộng Mộng, tài liệu có thể làm giả mà. Đủ rồi, anh đừng lừa em nữa. Chữ ký trên tài liệu này không làm giả được đâu. Trên đó rõ ràng chính là nét chữ của anh. Không sai, là anh làm đó. Nhưng mà Mộng Mộng, sở dĩ anh làm như vậy chính là để cho em nhìn rõ bộ mặt ghê tởm của thằng khốn Lục Kiêu mà thôi. Nếu không, sao em có thể hết hy vọng được? Vậy chuyện chèn ép nhắm vào tập đoàn Lục Thị cũng là anh làm sao? Không sai, cũng là anh làm đấy. Chỉ cần là người dám ức hiếp em, anh sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai. Anh, em đã nói rồi, em sẽ vạch rõ ranh giới với Lục Kiêu. Vì sao anh còn muốn làm như vậy? Vạch rõ ranh giới. Vậy em vạch rõ đi. Không phải trong lòng em vẫn vấn vương thằng khốn đó sao? Anh thả em ra. Bạch Mộng, vì sao anh thích em như vậy? Em lại phớt lờ anh, ngược lại lại đi chọn một kẻ dùng mọi cách để sỉ nhục em chứ? Em không biết xấu hổ như vậy sao? Bạch Tử Hàn, anh điên rồi. Anh điên thật rồi đấy. Bạch Mộng, anh yêu em. Anh sẽ luôn đối xử tốt với em. Chỉ cần em đồng ý làm người phụ nữ của anh, sẽ đối xử với em tốt gấp 1000 lần, 1 vạn lần tên khốn Lục Kiêu đó. Bạch Hàn, anh cần phải bình tĩnh lại đấy. Em đi trước đây. Hôm nay chỉ cần em dám đi, anh cam đoan sẽ khiến Lục Kiêu của em ngồi tù cả đời. Anh nói cái gì? Em vẫn chưa biết đúng không? Bây giờ Trần Lê Lê đã chết rồi, nhảy sông tự tử. Bây giờ Lục Kiêu đã chết không đối chứng. Như anh không lấy ra chứng cứ chứng minh cậu ta trong sạch, thì cả đời này cậu ta sẽ không thoát khỏi cánh cửa nhà tù được. Rốt cuộc thì anh muốn thế nào mới có thể tha cho Lục Kiêu? Rất đơn giản. Anh muốn em gả cho anh. Được. Em đồng ý với anh.
Tử Hàn, từ hôm nay trở đi, bố sẽ giao Mộng Mộng cho con. Bố, bố yên tâm, đời này con sẽ nâng niu Mộng Mộng trong lòng bàn tay mình. Mộng Mộng, em có đồng ý gả cho anh không? Cô ấy không đồng ý. Lục Kiêu, sao anh lại đến đây? Lục Kiêu, cậu đặc biệt xin bảo lãnh để đến tham dự hôn lễ của tôi và Mộng Mộng sao? Bạch Tử Hàn, anh bớt tự cho mình thông minh đi. Người nên vào tù là anh ấy, anh Bạch Tử Hàn. Anh bị nghi có liên quan đến vụ thuê người giết ý vu khống. Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành bắt giữ anh theo pháp luật. Sao lại vậy? Không thể nào. Sao tôi có thể thất bại được? Tôi là Bạch Tử Hàn, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới. Anh nên tỉnh khỏi giấc mộng rồi, cho nên đến em cũng phản bội anh sao? Không được động đậy. Tử Hàn, ngày thường bố không bạc đãi con mau thả Mộng Mộng ra, không bạc đãi tôi. Lão già kìa, nếu ông không bạc đãi tôi, vậy thì tại sao không cho tôi trở thành chủ nhân chân chính của nhà họ Bạch chứ? Tôi không có được tập đoàn Thế Thị, các người cũng đừng hòng có được. Nhà họ Bạch, cứ đợi đoạn tử tuyệt tôn đi. Mộng Mộng, thả tôi ra, đưa đi. Đều phải chết cho tôi. Đều phải chết cho tôi. Em không sao chứ? Tay anh bị thương rồi. Mộng Mộng, em có đồng ý gả cho anh không?